Trước cái nắng gay gắt của mùa hè, người lớn còn khó chịu, huống chi là trẻ em. Thời điểm này trẻ dễ bị nóng trong người, bị mất nước và trở nên chán ăn, khiến việc chăm sóc càng trở nên khó khăn hơn. Nếu mẹ đang đau đầu không biết nên cho trẻ ăn gì, thì hãy thử ngay những món cháo giải nhiệt bổ dưỡng và thơm ngon sau đây nhé. 1. Cháo ngao mồng tơi Thịt ngao dầu đạm, vitamin A và các khoáng chất như kẽm, sắt, kali, phốt phò kết hợp với mồng tơi có tính mát, nhuận tràng giúp tạo nên món cháo ngon ngọt, nhiều dinh dưỡng. Trời nóng ăn cháo ngao mồng tơi là vô cùng thích hợp. Nguyên liệu: ngao sống, mồng tơi, gạo tẻ, dầu ăn, muối. Các bước làm: Bước 1. Chế biến ngao, làm sạch ngao bằng cách ngâm nước 2 tiếng. Sau đó rửa lại, cho vào đun sôi tới khi ngao mở nắp để riêng nước luộc ngao ra tô. Còn con ngao, nặn bỏ phân, lấy phần thịt rồi đem đi rửa sạch. Bước 2, nấu cháo, cho gạo vào nước luộc ngao để nấu cháo. Khi cháo đã chín cho mồng tơi đã làm sạch thái nhỏ và thịt ngao vào. Nấu sôi khoảng 5 phút thì thêm một thìa dầu ăn và một ít muối rồi đảo đều. Nấu tiếp khoảng 1 phút là được. 2. Cháo tôm rau ngót. Tôm có vị ngọt, nhiều đạm và chất khoáng như canxi, kẽm. Rau ngót theo Đông y có tác dụng mát huyết, giải độc, được dùng để chữa ban sởi, sốt. Do đó tôm kết hợp với rau ngót sẽ vừa cung cấp cho trẻ nguồn đạm và khoáng bổ dưỡng, vừa giúp trẻ giải nhiệt hiệu quả. Nguyên liệu: gạo, tôm, rau ngót, nước mắm. Cách làm: Bước 1. Gạo vo sạch rồi đem nấu cháo. Bước 2. Tôm rửa sạch, bóc vỏ lấy phần thịt băm nhỏ. Sau đó cho vào chảo xào qua thêm một ít nước mắm cho thơm. Thịt tôm có màu hồng thì tắt bếp. Bước 3. Rau ngót làm sạch rồi cũng băm nhỏ hoặc xay cho nhuyễn. Bước 4. Cuối cùng cho tôm và rau ngót vào cháo nấu chín là xong. 3. Cháo đường đậu xanh. Đậu xanh được biết đến là loại thực phẩm thanh nhiệt, làm mát gan, phù hợp với người bị nóng. Ngoài ra, các loại đậu còn chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khi bị sốc nhiệt. Mùa hè nắng nóng như vậy mẹ đừng bỏ qua món cháo đường đậu xanh nhé. Nguyên liệu: đậu xanh, gạo, đường. Cách làm: bước 1 Đậu xanh vo kỹ rồi rửa sạch, ngâm nước khoảng 3 đến 4 tiếng. Bước 2. Cho cả gạo và đỗ vào nồi. Thêm nước để nấu thành cháo. Khi cháo sôi, thỉnh thoảng phải khuấy để không bị cháy. Sau đó, cho nhỏ lửa, đun đến khi cháo và đỗ như là được, mẹ có thể thêm đường khi cháo còn trong nồi cũng được, hoặc múc cháo ra bát rồi mới cho thêm đường. Lưu ý không nên nêm quá ngọt, không tốt cho trẻ. 4. Cháo gà hạt sen Thịt gà là nguồn chất đạm dồi dào. Ngoài ra còn có các khoáng chất như phốt pho, sắt. Ăn thịt gà cũng giúp trẻ thư giãn tinh thần nhờ thành phần axit amin tryptophan. Hạt sen kết hợp với thịt gà sẽ tạo thành món cháo tốt cho thể lực và trí lực của trẻ. Nguyên liệu: thịt gà, hạt sen, gạo, gia vị. Cách làm: Bước 1. Thịt gà rửa sạch luộc chín rồi xé nhỏ. Bước 2. Cho gạo và hạt sen vào nước luộc gà để nấu thành cháo. Đến khi sôi, cho lửa nhỏ để làm như cháo nêm nếm gia vị vừa ăn, bước 3. Sau đó mẹ chỉ cần múc cháo đã chín ra bát, thêm thịt gà đã xé nhỏ ở trên vào là đã có món cháo gà hạt sen ngon và bổ dưỡng cho trẻ. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929197777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh thầy thuốc lê minh tuấn tận tâm từ trái tim website lê minh tuấn vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích